vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, đỏ mặt là một chứng bệnh rất thường gặp và thường gây ảnh hưởng khá nhiều đến da mặt với các tình trạng như là sưng đỏ ở mặt và đồng thời đi kèm với những mụn nhỏ đỏ và chứa cả mủ. Bệnh này thường gặp ở phụ nữ trung niên có da nhạt màu và nếu như không điều trị đúng cách cũng như kịp thời thì bệnh có thể diễn tiến và trở nặng hơn, gây ra những ảnh hưởng nguy hiểm hơn cho sức khỏe. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về đỏ mặt cùng với bác sĩ Tuấn Anh. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã nhận lời tham gia bác sĩ của bạn hôm nay ạ. Xin chào MC Tuyết Oanh, kính chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể giải thích cho Tuyết Oanh cũng như quý vị khán giả được hiểu rằng đỏ mặt là bệnh gì ạ? Chứng đỏ mặt ở đây á, là một từ của dân gian thôi, mà theo từ chuyên môn á, sẽ là tình trạng là rosacea, gọi là chứng cái đỏ. Tình trạng này biểu hiện là những tình trạng gọi là đỏ da, giãn mạch cũng như có những sẩn mụn mủ đối xứng ở hai bên. Hay gặp nhất là ở những độ tuổi trưởng thành trên 30 tuổi. Nhưng mà ở vị thành niên hiện nay cũng có tình trạng gia tăng chứng cái đỏ. Ngoài ra nó sẽ hay gặp ở người châu Âu, là những người da trắng hơn là những người châu Á cũng như là người châu Phi. Về nguyên nhân cũng như là sinh lý bệnh thì thật ra là vẫn chưa được tìm hiểu rõ, nhưng mà cơ chế của bệnh này rất là phức tạp, thì có thể kể ra những yếu tố sau đây. Đó là khiếm khuyết về hệ miễn dịch cũng như là các peptide kháng khuẩn. Thứ hai là vai trò của ký sinh trùng, ký sinh Demodex ở trên da. Và cái thứ cuối cùng là tình trạng viêm cũng như là tăng sinh mạch máu. Dạ, thưa bác sĩ, đối với triệu chứng đỏ mặt này thì những đối tượng nào có nguy cơ cũng như khả năng mắc cao hơn ạ? Tình trạng chứng đỏ thì nó sẽ biểu hiện ban đầu là chứng đỏ bừng mặt. Thì những người mà hay đỏ bừng mặt á, thì sẽ có thể có những hai yếu tố sau đây có thể gây nên triệu hội chứng đó, là yếu tố bên ngoài cũng như là yếu tố bên trong. Thì yếu tố bên ngoài là yếu tố ngoại sinh á, hay gặp ở đây á, sẽ là những kích thích từ các chất tẩy rửa nè, sử dụng mỹ phẩm nè, cũng như là các yếu tố về nhiệt như là quá nóng hoặc quá lạnh, hay là các tia UV lạnh ánh mặt trời. Còn yếu tố bên trong là gọi là yếu tố ngoại nội sinh á, thì sẽ hay gặp là tình trạng là khi chúng ta sử dụng đồ ăn cay hoặc là đồ uống quá nóng, rượu, hoặc là bị tâm lý căng thẳng, stress thì cũng có thể gây ra tình trạng là chứng cá đỏ. Thưa bác sĩ, ngoài những triệu chứng, những biểu hiện dễ thấy như là nổi mụn hoặc là mặt đỏ lên thì còn có những biểu hiện nào khác để chúng ta có thể nhận biết được căn bệnh này không ạ? Thật ra ở đây chứng cá đỏ sẽ trải qua, sẽ theo lần lượt là thứ tự là 4 giai đoạn. Nhưng mà không phải những bệnh nhân nào cũng có thể trải qua lần lượt là từ giai đoạn 1, 2, 3, 4. Có thể từ giai đoạn 4 nhảy lên giai đoạn 4, từ giai đoạn 1 có thể nhảy lên giai đoạn 4, bỏ qua giai đoạn 2, 3, là tùy thuộc vào từng cá thể. Thì ở đây có những 4 giai đoạn bệnh được chia ra như sau. Thì giai đoạn thứ nhất là giai đoạn là đỏ da, giãn mạch. Thì như bác sĩ đã nói, ban đầu bệnh nhân sẽ có hội chứng là bừng đỏ bừng mặt. Thì khi ở giai đoạn 1, tình trạng là đỏ da, giãn mạch, thì trên bề mặt sẽ có hình trạng là da bị giác đỏ nè, giãn mạch là ở những mạch máu nổi lên rất là rõ. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy là đau rát cũng như là đỏ nóng bừng bừng mặt. Ngoài ra thì da chúng ta sẽ khô cũng như là bong vảy nhiều hơn. Qua giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn sẩn mụn mủ. Thì ở đây bệnh nhân sẽ ngoài những triệu chứng như là đỏ da, giãn mạch như ở giai đoạn 1, thì bệnh nhân sẽ xuất hiện những nốt sẩn mụn mủ màu vàng đỏ rải rác cũng như là có thể cụm thành chùm đối xứng ở hai bên bề mặt. Thì giai đoạn này có thể chẩn đoán nhầm với lại mụn trứng cá. Giai đoạn thứ ba thì sẽ là giai đoạn phì đại. Thì đây là giai đoạn mà phì đại mô liên kết cũng như là tuyến bã. Thì những giai đoạn này các bệnh nhân sẽ hay gặp nhất là ở vùng mũi và vùng cằm. Thì ở vùng mũi có tên gọi đặc trưng là mũi sư tử. Thì những bệnh nhân này á, thì ở mũi chúng ta sẽ thấy rất là phình to ra, bè ra như là mũi phình ra như là con sư tử gì đó, hay là con tê giác á. Ngoài ra cái vùng cằm bệnh nhân to bè ra có thể chạy xệ xuống. Sang giai đoạn thứ tư là giai đoạn bị mắt. Thì giai đoạn này ảnh hưởng đến mắt, thì hai hội chứng mà hay gặp nhất là viêm kết mạc cũng như là viêm bờ mi. Thì ngoài những biểu hiện về da thì bệnh này còn có thể ảnh hưởng ở mắt nữa, thì nó sẽ gây khô mắt rất là nhiều. Vậy thưa bác sĩ, đó là những giai đoạn của căn bệnh này. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể điều trị được căn bệnh ạ? Để điều trị căn bệnh này thì chúng ta sẽ phải tác động vào đúng cơ chế của nó và đúng vào từng giai đoạn. Thì đối với giai đoạn đỏ da, giãn mạch á, thì chúng ta sẽ sử dụng các thuốc bôi để ức chế những cái thuốc bôi mà gây co mạch, tại vì đây là tình trạng giãn mạch mà. Thì chúng ta sẽ dùng các thuốc hay là các thuốc bôi hay là các thức uống để chúng ta co mạch trở lại, thì chúng ta có thể giảm được tình trạng đó. Ngoài ra như bác sĩ đã nói, đây là tình trạng viêm đúng không, có biểu hiện là có một cơ chế là cơ chế viêm á, thì chúng ta sẽ có sử dụng các chất bôi để có thể ức chế cái tình trạng viêm này như là azelaic acid, ví dụ như vậy. Ngoài ra chúng ta có thể uống các thuốc như là doxy
doxycycline ở đây á, liều thấp để có thể ức chế tình trạng viêm cũng như là ức chế đi con demodex, là qua cái ba cơ chế mà bác sĩ đã nói ở trên. Thì chúng ta có rất là nhiều cách để lựa chọn, thì các bạn nên đến bác sĩ khi mà chúng ta đã biết, chúng ta đã nghi ngờ những biểu hiện mà bác sĩ đã nói trên, nghi ngờ là chúng ta bị chứng đỏ, thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ để xem chính xác từng giai đoạn, chẩn đoán đúng bệnh để có thể đưa ra những tình trạng phác đồ điều trị phù hợp. Tại vì ngoài việc uống không á, uống điều trị, việc uống, việc bôi thì ở hiện nay á, ngoài việc đó chúng ta có thể các công nghệ mới tiên tiến như laser mạch máu, chúng ta có thể đi triệt đi các mạch máu ở trên bề mặt da. Vậy thưa bác sĩ, với căn bệnh này, nếu như đã phát hiện bệnh, đã trải qua quá trình điều trị rồi và đã hồi phục, thì liệu bệnh có tái phát hay không? Và đâu là những thói quen sinh hoạt tốt để có thể tránh trường hợp nó tái phát lại? Thì rosacea là gọi là một căn bệnh mãn tính này. Khi mà chúng ta điều trị thường chúng ta sẽ có thể lui bệnh thôi, và chúng ta cần phải biết chế độ chăm sóc cũng như chế độ sinh hoạt làm sao để tránh tái phát trở lại càng lâu càng tốt. Thì khi chúng ta đã ngưng, chúng ta đã điều trị qua được cái cơn gọi là cơn cấp á, chúng ta khuôn mặt chúng ta đã trở lại bình thường á, thì chúng ta nên hạn chế những việc như sau để có thể tránh tái phát trở lại. Ví dụ như nãy bác sĩ đã nói, có hai yếu tố có thể ảnh hưởng đến rosacea là yếu tố nội sinh cũng như yếu tố ngoại sinh. Thì yếu tố ngoại sinh là gì? Những yếu tố ngoại sinh gây ảnh hưởng có thể là chất tẩy rửa nè, hoặc là mỹ phẩm nè, thì chúng ta không nên sử dụng mỹ phẩm một cách là không đúng. Tại vì có gọi là hội chứng rosacea do corticoid, mà steroid là những chất mà hay gặp nhất, là gọi là kem trộn á. Khi sử dụng kem trộn rất nhiều cũng hay ra rosacea. Thì khi mà chúng ta điều trị xong rosacea mà do kem trộn á, thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những sản phẩm nhạy cảm nè, dành cho da nhạy cảm, mà do chính bác sĩ da liễu sẽ cân nhắc và điều trị cho chính bệnh nhân đó. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng mỹ phẩm là đốt nè. Thứ hai là các yếu tố về tiêu UV nè, thì chúng ta phải biết bôi kem chống nắng làm sao cho nó phù hợp, cũng như có những viên uống chống nắng, cũng như cách tránh nắng phù hợp. Thứ ba là nhiệt độ nóng hoặc quá lạnh, thì do đó chúng ta sẽ phải ở trong một môi trường thật là phù hợp với chúng ta nhất. Thì đó là những yếu tố ngoại sinh mà hay gặp. Còn yếu tố nội sinh ở đây á, là chúng ta sẽ không ăn những thức ăn quá cay, cũng như là chúng ta phải hạn chế stress, cũng như là đừng quá căng thẳng, thì tình trạng này sẽ được duy trì, chúng ta sẽ tránh bị tái lại rosacea. Cảm ơn bác sĩ Tuấn Anh rất nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, rosacea ngay bây giờ có lẽ là một khái niệm mà chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn, biết được rằng những triệu chứng của nó là gì, cũng như cách điều trị và cách phòng tránh. Hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những kiến thức để trang bị cho mình nếu gặp trường hợp là mắc phải căn bệnh này. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.